Hi, hello các bạn, lại là mình đây, Đức Long Bông. Chào mừng các bạn đến với channel của mình ha. Thì giờ này mới sáng thôi mọi người. Thì mình đã về quê nha mọi người. Thì sau clip cho cá ăn bữa cuối thì hôm nay mình đã về quê rồi mọi người. À, đúng hơn là mình về hôm qua á mọi người. Thì hôm nay có về quê thì mình sẽ ghé nhà của Cường nha mọi người. Anh chàng đam mê bảy màu tô quát mà lúc trước mình đã có quay video cho mọi người á mọi người. Đấy, thì hôm nay mình sẽ ghé qua để cập nhật cá ở nhà Cường có những gì nha mọi người. Thì anh em cùng theo dõi video để ngắm cá trước Tết cũng như là xem thử Cường có nuôi thêm dòng cá gì không nha mọi người. Let's go. Trong thời gian di chuyển thì mọi người hãy theo dõi tiếp video nha. Mới sáng sớm rồi mọi người, 5 giờ mấy á mọi người. Giờ đột nhập qua luôn quay cá cho mọi người xem ha mọi người ha. Thì ở quê mọi người thì nên anh em ở quê cũng dậy sớm đó mọi người. Đấy, mình thì ở Phan Rang Ninh Thuận nha mọi người. Đấy, chỗ Cường ở thì gọi là Dư Khánh nha mọi người đó. Khánh Hải, Ninh Thuận, anh em nào có ở gần đây thì cũng có thể đến Cường để giao lưu cũng như là ngắm cá uống cà phê chơi ha mọi người ha. Nhà Cường thì bán tạp hóa, mình tới rồi nè mọi người. Ê, gặp nghĩa Cường. Hello cô gái. Rồi giờ mở cửa luôn rồi mọi người ơi. Rồi, mình tới rồi mọi người. Giờ vô quay cá mọi người xem nha. Mới về tới nơi luôn mọi người. Đợi xin. Ây da, đó. Đây nè mọi người. Hello Cường. Bật đèn luôn rồi mọi người. Đấy. Kỹ chứ. Ồ, có cà phê luôn hả? Dữ vậy trời. Trong mình qua thì mình cũng có nói trước rồi mọi người. Nói trước mới có thể quay cá cho mọi người xem chứ. Đó, giờ cũng là khung cảnh quen thuộc hả mọi người ha. Bước lên cầu thang rồi là sẽ thấy dàn hồ cá rất là đẹp. Wow, tuyệt vời ha mọi người ha. Đó, đó giờ mình quay cho mọi người xem. Thì nay về lại làm cái clip cập nhật cá nha Cường nha. Đây mọi người. Đó. À. Cũng như cái clip viết mọi người ha. Vẫn là các dàn hồ kính rất là xịn sò. Đấy, anh em có thể xem anh em nào mà chơi cái cảnh gặp mấy dàn hồ này thì kiểu nhìn rất là tê ha mọi người ha. Thì giờ chỉ một cái clip cập nhật thôi mọi người. Thì cũng quay sơ sơ lại cho mọi người xem ở đây Cường nuôi những dòng cá nào ha mọi người ha. Đây. Đó. Ồ, cá đây thì nó to quá mọi người. Lớn. Này red light rồi mọi người. Đó. Trời ơi, mọi người coi cái quay của nó. Rất là khủng luôn. Đó. Rất là tuyệt. Đó. Trên đây thì có tô bát này mọi người. Mấy này là size cối rồi mọi người. Đấy. Phía bên này là cá con. Cá con ha mọi người ha. Chủ yếu toàn là cá con. Để mình kiếm hồ nào mà có cá lớn lớn mình quay cho mọi người xem nha. Đây mọi người. Đây là cũng là tô bát ri bông rồi mọi người. Mới sáng đó mọi người. Cái giọng cậu hơi khàn khàn. Rất là đã luôn mọi người. Đó. Anh em nào yêu mến dòng lưới tô bát á có thể tham khảo ha. Phía bên đây cũng vậy nè mọi người. Đó. Rất là đẹp luôn. Đó. Rồi. Ủa cho cá ăn chưa Cường? Giờ Cường cho cá ăn luôn rồi mọi người. Thì sẵn đây rồi. Quay cái cảnh cho cá ăn luôn cho mọi người xem ha. Rồi.
đây mọi người. Ủa cái này là nó ôm bầu trước cái clip trước phải không? Đó. Thì đây mọi người, cá giờ size này lớn lớn hơn size trước luôn rồi Cường ơi. Là size cá này size 3 tháng. Wow. Đó. Thì cá này size 3 tháng mọi người. Đây là dòng gì Cường ha? Một bát tiếp theo. Đó. Anh em có thể xem nha. Rất là đã luôn rồi mọi người. Thì cá đợt này size nó lớn hơn đợt trước rồi mọi người. Hiện tại là ghép luôn rồi. Bụng nhìn đã mọi người ha. Body nhìn rất là căng luôn. Mọi người có thể xem quay đuôi nè. Đấy. Ủa cá này xì chưa Cường? Cá này xì chưa? Qua Tết lần hả? Cá xong rồi. À, có sale ớt trước Tết không? Để đặt đơn luôn nè. Thì cá này sau Tết Cường có sale rồi mọi người. À quên, Cường có sale chứ không có sale nha mọi người. Bái lộn. Đấy. Thì anh em nào xem clip này trước Tết thì có thể liên hệ Cường ha. Tại vì trong cái mùa Tết này cũng đâu có ship cá được thôi Cường ha. Đấy. Đấy. Thì như Cường nói trong cái mùa Tết đây vận chuyển gần rồi nha mọi người. Thì anh em mà xem được cái clip này ha, có ân với những dòng cá nào ở trong video á thì có thể liên hệ Cường ha. Đấy. Đó. Đây là cá to này mọi người. Đó. Cá to nhìn cái con mái nó hơi nhỏ ha. Phải không? Hay là cá trống không à? Cá trống. Đây là cá trống hơi nhỏ. Đây mọi người, đây là y chang ở bển đó đúng không? Mà cái tơ hơn. Ê, mà kiểu như nhìn cái tơ mình nhìn cái đuôi nó kiểu không có khói như cái bên kia ha, nó bùng. À. Thì cái dòng tô bát bích theo này phải tầm 3 tháng trở lên nó mới bùng hết cỡ hơn mọi người ha, là cái vỉ đẹp của nó mới kiểu như là maximum vậy mọi người. Mà cái dòng này càng nuôi càng lớn càng đẹp nó chết hết rồi. Này, cá to đây mọi người. Đấy. Rồi mấy hồ này thì chỉ cá con hơn rồi. Để mình quay những cái hồ cá mà nó trưởng thành rồi mọi người. Cá nó lớn hơn. Đây mọi người. Rồi, nhìn đẹp không mọi người ha. Màu xanh rất là đã luôn mọi người. Ăn đã ghê mọi người. Còn phía bên này chắc cá mái quá Cường ha. Đó. Thì cá mái tơ nó nhỏ vậy mọi người. À. Mà nhìn cái body rất đã luôn đó mọi người. Đó. Còn phía bên này là cũng cá này cũng là cá mái tơ luôn à. Cá mái tơ rồi mà. Thì trên này cái ngày đĩ của nó không Cường, phải không? Hay là chưa xí vậy? Bộ bên trái chưa xí. Đó, đây là bộ tơ này. Còn phía bên này là cá bột hơn mọi người. Đấy, thì cá con khá nhiều hơn. Còn phía trên này thì ủa vẫn có lay luôn nè. Đó. Phía bên này thì có quay xì bao lâu mọi người. Đó. Đấy. Thì chủ yếu là tô bát là nhiều quá mọi người. Đây mọi người, đây là tô bát ri bông đó mọi người. Ồ cá này size nhiêu tháng rồi Cường ha? 2 rồi. Cá này size tầm mấy có tháng mấy rồi mọi người? 1 tháng 7 ngày nha mọi người. Mà nhìn rất là đã luôn.
Là cỡ này chưa tách chống mái không? Mấy người thì trong đây vừa có chống vừa có mái luôn ha. Và kiểu con bô bát là mới xay cỡ đây, nhìn nó chưa ra hình ra dạng luôn ha. Nó còn nó mà ra lười tắt là nhận biết pin xe thôi ha, nhưng mà kiểu ấy à. À rồi, y như những cái bộ này là cá bố mẹ đâu Cường ha, quay cho mọi người xem đi, khi mà nó trưởng thành thì cỡ nào đó. Đây mọi người, thì đó là cá con của đây đúng không? À đây mọi người, thì nó là cái hồ đó là cá con của Nhẫn đây mọi người đó. Để cho nó ăn được không Cường, cho nó ăn được không đó. Đây là cá bố mẹ này mọi người, nó già luôn rồi, nó lớn quá, to xài quá mọi người, nên mà nhìn nó bơi vẫn còn rất ấy, rất là sung không mọi người ha. Bà lứa rồi. Bà lứa. Ê, mà bộ này cá trống thì nó đã quá cực. Cá trống cái đuôi nó cũng rất là to luôn. Đó, mọi người xem nè. Nó lười bơi xuống mặt nước lắm mọi người. Nó chỉ bơi đây, phải điện thoại trúng nước thôi. À. Đó, rất là đẹp mọi người ha. Đó. Thì cái hồ mới nãy là cá con của này nè mọi người. Bởi cái vàng này cũng chủ yếu là cá con thôi mọi người. Đây thì cũng là ri bông nè. Đấy. À còn phía bên này là phải bố mẹ của cái hồ bên nãy quay không? À. À. À là cái con này phải không Cường? Hay là cắt hết luôn? Trời ơi, là mấy con trống ở trong đây là được cắt đuôi hết rồi mọi người. Ủa, cắt đuôi nó chi cực? Đuôi cho mình giết trống rồi đi giết mát nữa hả? À. Nó quá bơi không nổi. À. Nên trống thì phải. Ồ. Đó, thì đấy ha mọi người ha. Thì đấy cũng là một cái kinh nghiệm của Cường khi mà chơi tô bát và để anh em chơi làm giống thôi mọi người ha. Thì mọi người thấy mấy cái con trống thì mọi người, mấy con trống này là đã tách đuôi, cắt đuôi rồi mọi người, nhưng mà nhìn đuôi nó cũng rất là khủng hơn Cường ha, kiểu cái góc đuôi á, cái góc đuôi to chứ này đó. Đó, mọi người thấy cái viền đuôi không, nó hơi bị mờ mờ, thì cái đấy là cái dấu của Cường cắt đó mọi người. Trời ơi, đã quá mọi người ha, sai to lắm, cá bên này sai to lắm. Ủa như có những anh em mà thích cá bự bự gì có bán không Cường? À. Thì đấy, vậy mà có nhiều anh em kiểu như cũng thích lựa cá bự lắm ha, thích chơi cá bự, nhưng mà cũng như mình cũng có nói với mọi người, thì anh em chơi cá làm giống thì thường là anh với lại kiểu người bán cũng chỉ si cá to thôi hơn Cường ha. Mới sáng sớm là cho cá ăn mọi người. Ủa cái này là cho ăn gì Cường? À Atomy ấp nở. Anh chắc kêu anh ngư dân nuôi cá đấy. À. Phía trên đây còn có cả rồng đỏ này mọi người. Đẹp không mọi người ha. Mọi người coi con cá mái ha. Trời ơi cái đuôi nó khủng. Ủa vậy mà cái bộ này nó không có đĩa hả Cường? Đẹp lắm mọi người. Bộ rồng đỏ đây rất là đẹp luôn, nhưng mà nó chưa đĩa mọi người. Phía bên đây thì cũng ri bông rồi cá tơ nhiều, chủ yếu là cá tơ không mọi người đấy. Rồi clip đây chủ yếu mình cũng qua cập nhật lại cho mọi người xem cá của Cường
tặng tới có những gì thôi mọi người ha. Đó, và những chú cá đẹp mà sau Tết Cường có share lại cho mọi người á mọi người. Nhiều khi là còn bên đây nữa hả? Đó. Đây mọi người, còn dạng bên đây nữa. Rồi. Bên đây là cá lớn nữa nè. Là cái hồ đó là qua Tết xe hả? Đó, đây mọi người, để mình quay cho mọi người xem. Đây mọi người, đây là những chú cá tô bát di bông này mọi người. Đấy là qua Tết Cường xe cho mọi người nè mọi người. Đó, thì chất lượng cá thì mọi người có thể xem video ha. Đấy, anh em ngắm cá xem vui vẻ thôi. Nếu mà thấy đẹp, có nhu cầu thì cứ liên hệ Cường ha. Thông tin thì mình có để với phần mô tả cũng như ghi ở phần bình luận đó mọi người. Đã mọi người ha. Này là chưa giờ thành tiên tỷ tỷ hết chứ. Tên gọi bất hủ của dòng tô bát đi băng này nha mọi người. Đấy. Còn pin này nọ thì anh em tự đánh giá ha. Pin tay bơi đồ á. Anh em tự đánh giá. Đấy. Thì mình quay y chang như video cho mọi người xem. Còn phía trên đây là cá lớn hơn. Kiểu như vợ này để làm giống luôn nha ha. Rất là đẹp luôn. À, dưới đây là xịn hơn nữa ha. Đây, cái quay cái dòng này mình kiểu như để cho nó đẹp á mọi người, thì mình phải chỉnh cái độ sáng nó xuống một tí mọi người. Đấy, mình mới thấy được cái vẻ đẹp của nó. Còn này hả? Mà cái lưng nó bị gãy mà. Ghê vậy. Tô bát ri bông sọt hả? Nè. Ừ, đẹp ý. Ê fan, có cái keo sâu không? lấy vậy chơi mày. Ồ, đẹp. Trời ơi, nhìn cân muốn xỉu luôn mọi người. Ở trong đây Cường có một bí nó đột biến ha mọi người. Trời. Nhìn đẹp gì? Đây mọi người, để Cường quay cho mọi người xem nha. Là một bầy nó ra được con đó thôi á Cường. Đấy. Để Cường bắt cái con độc nhất trong bầy ra cho mọi người xem nè. Đây mọi người. Wow. Này thấy xuống cái nó đèn á. Đó, mọi người xem ha. Trời ơi. Này là tô bát đi bông sọt này mọi người. Rồi. Mọi người nhìn đã không? Rồi, cái phin với cái ri bông, cái tay bơi của nó. Ê mà nó lùng lùng, cái phin nó to quá, nhìn nó cân đối ha. Vậy là này ra khỏi bị đèn led này mọi người. Đó, rất là đẹp luôn rồi mọi người. Cho nó ăn ha, ăn không? Nó hổn này. Đó, rất là đẹp không mọi người. Ủa, y như mấy con mà đột biến như vậy nè. Thế nhưng nó sọt vậy, có bán không mày? Nó không có số lượng nhiều quá. À, này chắc làm tiếp á ha. Rồi, nhìn đẹp hơn mọi người ha. Rồi, quá đã luôn. Đây, thì nó ở trong cái hồ đây mà phải không Cường? Hồ nào ta? Hồ nó nãy đó dớt rồi. À, hồ đây rồi mọi người. Đó. Đây thì cũng có một con nó đột biến ra. Sọt rồi mọi người. Đó, nhưng mà nó không đẹp như con kia, cái lưng nó bị gãy rồi mọi người. Đó. Nhưng mà mọi người coi phim với tay bơi nè. Rất là đã luôn. Wow. Nhìn cân hơn mọi người ha. Đó. Đây là một hồ size này mấy tháng mới được. Mấy tháng rồi. Hai tháng rưỡi. À. Cá này chỉ mới tầm 2 tháng rưỡi thôi nha mọi người ha. Nhưng mà cái bộ tô bát ri bông này mọi người, cá trống nhìn rất là đã luôn, quay đuôi rất là lớn ha.
Còn phía bên đây nữa nè, phía bên này thì có luôn trống ri bông ha. Đó. Rất là đã. Trống ri bông thì nó hên xui. Chứ anh em mà mua làm giống thì đâu có gửi trống ri bông đâu ha. Thì mấy cái con trống ri bông này mọi người anh em thích thả thủy sinh cho nó đẹp á, khi mà mua cá bên cường á, coi như là mọi người mua thường thường lấy để làm giống hay là nuôi cho nó sinh sản á mọi người. Thì nếu thích thì có thể kêu cường gửi thêm cái tô bát ri bông này ha, cái con trống ri bông này giờ cho mọi người ngắm chơi ha. Đó. Phía bên đây nữa này, chắc là cá giống ha cường, hay sao nhiễm rồi, nhiễm ha. Nên để lại làm tiếp luôn. Thì đây là kiểu như mấy con mà không có đạt chuẩn đúng không? Không có chuẩn như mấy hồ bên kia. Đấy. Con tô bát mà nó màu trắng luôn mọi người. Đó. Đó. Coi thử còn phía bên đây nè mọi người. Rất là đẹp luôn mọi người ha. Bên này là cá giống rồi. Có con sắp đĩa nè mọi người. Cái bụng chà bá luôn. To dữ vậy trời. Nay hết tách ra luôn hả? Có tách không? Tách luôn rồi mọi người. Mọi người nhìn đã ha. Trời ơi. Quá xịn luôn mọi người. Quá đã luôn. Còn phía trên đây nữa mọi người. Đây trên này là hàng cá tơ nè. Là hàng cỡ này là siêu cho mọi người chưa? Đây là siêu. Đó. Thì hàng cỡ này qua Tết thường phải siêu cho mọi người nè mọi người. Trên đây thì quay sao cái đèn nó hơi quýnh vô con cá. Thôi quay vậy đi, cũng đẹp rồi mọi người, cũng thấy được cái vẻ đẹp của nó này. Này thì yếu hơn một bộ đầu đó, thì cái chất lượng cá cũng như cường nói không mọi người ha, thì cái này nó không đẹp bằng cái hồ đầu bay bên kia đúng không đó. Anh em nào tham khảo tô bát ri bông này có thể xem video này nha. Thì cái này nó mềm hơn à. Có giá chưa? Báo giá luôn đi. Có giá chưa? Vậy thôi anh em nào cần thì có thể nhắn tin rồi Cường trả lời sau ha. Đấy. Cường nhạy cảm với giá cả mọi người à. Bên trên video chỉ quay cho mọi người xem thôi. Ủa? Rồi ở đây rồi. Có dạo này có chơi nhặt cá nào máu không Cường? À thì đây này mọi người. Trời ơi. Đây mọi người, có chơi cái dòng mô ly nữa này mọi người. Giờ này nó ăn không? Đó. Trời ơi. Nhìn cân luôn mọi người. Rất là đã ha. Rồi. Rất là đẹp này mọi người. Thì hiện tại dòng Molly cũng có mặt tại nhà Cường luôn mọi người. Đú chen. Thành viên đú chen nè. Ủa Cường như chơi dòng Molly nè, nuôi lâu chưa? Mới nhập về. Đây Cường mới nhập về để nuôi trải nghiệm thôi mọi người. Mà nhìn rất là đẹp ha. Hiện mình cũng đang mơ với dòng này lắm mọi người. Mọi người xem nè. Cho xuống thấy được cái màu platinum nó ha. Trời ơi. Nhìn đã ha mọi người ha. Nhìn nó ăn nó không chạy ra đây ta. Rồi bây giờ nó dễ ra ăn núp trong lọc rồi. Trời ơi. Đây mọi người. Nó chạy ra. Chấp miệng rồi. Trời ơi.
Đây mọi người ha. Trời ơi, quá là đã luôn. Rồi. Đấy. Đó, thì anh em ở Phan Rang mà đang tìm hiểu dòng Molly Palladium này cũng có thể giết cường ngắm cáo như là giao lưu chơi ha mọi người ha. Thì hiện giờ ở mình thấy ta thấy ít ít người cũng chơi Molly đúng không ha. Em của anh. Đó thì anh em nào mà đang tìm hiểu hơi cao. Hơi chát hả? Đó. Thì anh em nào mà đang tìm hiểu dòng cá Molly Palladium này cũng như chỉ ở đây chỉ có Molly Palladium thôi má mày. Còn không? Đây mọi người. Đó. Thì dưới đây cũng có nữa mọi người. Ở trong nấp nấp mà đây mọi người đó cá này say tơ hơn này mọi người trời ơi đấy thì cái dòng cá mới hiện tại đang có ở tại cường luôn nha mọi người đó Molly này mọi người anh em nào đang tìm hiểu dòng Molly ở Phan Rang ha có thể ghé cường chơi trải nghiệm như ngắm cá ha đó để coi thử cái vẻ đẹp của nó ha. Mà tại sao hiện tại thì nó cũng đang hot rần rần trên mạng á mọi người. Rất là đã. Wow. Trời ơi. Quá là tuyệt luôn. Đấy. Rồi. Để mình quay trên đây lại cái cặp cá trên đây cho mọi người xem nè. Trên đây nó. Trên đây là mắt xanh nè mọi người. Đó. Mọi người nhìn cái body nó rất là đã ha. Dáng nó kêu là sọt á. Con trống thì kiểu super sọt luôn mọi người. Đấy. Rồi thì hôm nay mình cũng qua đây mình quay lại sơ sơ cho mọi người xem ha. Ở đây Cường có những dòng cá nào và những dòng cá mà sau Tết Cường có share lại cho anh em ha. Đấy. Thì anh em nào xem được video này có nhu cầu chơi những cái dòng tô bát đây thì có thể liên hệ Cường ha mọi người ha. Đặc biệt anh em nào ở Phan Rang mà ở gần Cường có thể xuống giao lưu để ngắm những cái cặp cá Molly này ha mọi người ha, trải nghiệm. Thì dòng cá này hiện tại nó cũng đang khá là hot á mọi người. Đấy. Rồi. Chắc mình cũng xin kết thúc video tại đây mọi người. Cường đọc lại số điện thoại cho mấy bạn em Cường. Zalo của mình 0766 036 060. Ờ, địa chỉ hỏi về cá thì có thể liên hệ mình chỉ mình nữa Ninh Hải Ninh Thuận đấy Ninh Hải Ninh Thuận ở đây kêu là Khánh Hải nữa chứ đúng không Khánh Thanh Hải đó đấy thì đấy ha mọi người ha đó là thông tin của Cường ship toàn quốc luôn nhé đó thì ha mọi người ha thì anh em cần cá có thể liên hệ Cường ha thì cuối năm rồi chúc anh em năm mới vui vẻ chứ hả đó rồi đó đóng học phí đúng không rồi bye bye mọi người nha hẹn gặp lại mọi người ở video sau nếu thấy video cá đẹp thì có thể cho mình xin một like ha bye bye mọi người hẹn gặp lại mọi người ở video sau.